Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Gearshop. Mình là Dũng. Thì như các bạn thấy trên đây mình có một chiếc capture card. Với nhu cầu livestream nhiều như hiện nay, capture card là một trong những dụng cụ không thể thiếu, nhất là đối với những bạn livestream mà chơi game qua điện thoại hoặc là chơi game qua các thiết bị console như PS4 hoặc Xbox, thậm chí là các bạn sử dụng PC. Thì ở đây mình sẽ có một chiếc capture card đến từ Avermedia có mã là GC551. Chiếc capture card này có thể giúp cho chúng ta livestream được ở độ phân giải Full HD 60fps và có thể hỗ trợ cho chúng ta xuất qua một cái màn hình phụ với độ phân giải tối đa là 4K và cũng hỗ trợ 60fps luôn. Và theo nhà sản xuất công bố thì chiếc capture card này sẽ cho chúng ta cái độ chảy thấp nhất có thể qua cái cổng giao tiếp là USB Type-C theo chuẩn 3.1. Nó sẽ tăng cái tốc độ truyền tải dữ liệu của chúng ta hơn là những cái phiên bản mà sử dụng cổng USB 2.0 ha. Chiếc capture card và phụ kiện của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái capture card và chúng ta sẽ có một cổng dây Type-C chuẩn 3.1, này chỉ là dây nhựa thôi, và một dây HDMI tiêu chuẩn. Ở đây các cổng kết nối chúng ta sẽ có hai cổng HDMI in và out, một cổng USB Type-C. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những thiết bị cần thiết trước khi chúng ta livestream. Ở đây mình sẽ ví dụ là chúng ta livestream bằng điện thoại. Thì ở đây đương nhiên sẽ có một cái điện thoại rồi, và vì do là kết nối với điện thoại nên chúng ta phải có một thiết bị dùng để chuyển đổi đầu cáp của điện thoại qua cổng HDMI. Và các bạn lưu ý thì điện thoại Android thì là nên từ chuẩn Type-C trở lên á thì nó mới hỗ trợ cho chúng ta xuất hình ha. Còn nếu chúng ta sử dụng iPhone thì chúng ta mua đầu cáp chuyển đổi HDMI của iPhone thôi. Một dây USB to Type-C và một dây HDMI. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm như thế nào cho đúng. Và đầu tiên chúng ta sẽ kết nối điện thoại với cổng chuyển đổi qua HDMI. Sau đó chúng ta sẽ kết nối capture card với dây HDMI vào cổng in. Tiếp theo đó chúng ta sẽ kết nối cổng HDMI mà chúng ta đã cắm vào cổng in á vào cổng chuyển HDMI của điện thoại. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết nối dây USB vào máy tính. Thì ở đây cổng Type-C chúng ta sẽ cắm vào capture card. Và đầu còn lại chúng ta sẽ kết nối vào cổng USB 3.0 của máy tính. Và đây là thứ tự cắm đúng của chúng ta, là chúng ta sẽ xuất từ điện thoại qua cổng chuyển đổi từ HDMI vào cổng in của capture card. Và từ capture card chúng ta sẽ gắn cổng USB Type-C và nối với máy tính. Đây là chúng ta đã kết nối hoàn thiện xong các thiết bị của mình. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt driver trên máy cũng như các phần mềm cần thiết để cho chúng ta livestream. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn trên máy như sau. Và sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài driver. Chúng ta sẽ lên trang chủ của Avermedia, avermedia.com. Ở phần Gaming and Livestream chúng ta enter ở đây. Chúng ta chọn một xuất bọc và chúng ta sẽ tải phần mềm Access Central về. Đây mình sẽ để ở ngoài desktop. Sau khi tải xong mình sẽ chạy phần mềm, các bạn lưu ý là phải cắm hết đầy đủ các thiết bị vào máy tính nhé. Phần mềm sẽ tiến hành quét để tìm thiết bị của chúng ta. Đây là sau khi phần mềm quét xong thì chúng ta sẽ hiện lên hai mục cần phải cài đặt và download. Thì ở đây phần mềm này đã tích sẵn cho chúng ta hết rồi, chúng ta chỉ việc bấm download ở mục dưới đây thôi. Sau khi download xong chúng ta sẽ cài đặt từng phần. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì ở phần mềm Access Central sẽ hiện chữ Update Complete, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành xong driver cũng như software cần thiết. Thì ở đây phần mềm này đã hết nhiệm vụ của nó rồi thì mình sẽ tắt nó đi. Và mình sẽ bật phần mềm The Essential 4 lên để check xem là nó đã nhận cái điện thoại của mình hay chưa, vì mình đã cắm sẵn cái điện thoại của mình vào capture card rồi. Ở đây là điện thoại mình nó đã vô sẵn Game Liên Quân và nó đã hiển thị trên phần mềm The Essential rồi, tức là có nghĩa là điện thoại mình đã nhận hoàn toàn. Thì các bạn lưu ý thêm, ở cái The Essential này thì chúng ta không dùng để livestream mà chúng ta chỉ dùng để thiết lập một số cái cài đặt của mình thôi. Thì ở đây chúng ta lưu ý, nếu các bạn xài iOS hoặc là những thiết bị nào đó mà nó cần tắt cái HDCP để sử dụng thì các bạn vào phần bánh răng ở trên mục setting, rồi vào phần bánh răng trên mục setting
chúng ta chọn cáp trò kẹt và qua phần HDCP và off nó thôi là xong. Và tới đây thì cũng xong cái nghĩa vụ của cái phần mềm này rồi, thì chúng ta tắt đi và để livestream lên Facebook cũng như là livestream lên các nền tảng khác thì mình khuyến khích các bạn nên xài ứng dụng OBS. Thì ở đây mình có sẵn ứng dụng OBS, mình sẽ bật lên cho các bạn xem thử. Đây mình tạo sẵn nên mình xóa để làm lại ha. Cái này cắt đi. Đây là phần mềm OBS mình bật lên rồi, thì chúng ta sẽ chọn một dấu cộng trong mục sụt và chúng ta chọn phần video capture device. Như đây thì mình đánh chữ GC551 vào. Đây chúng ta sẽ chọn những cái thiết bị mà chúng ta có, thì ở đây mình chỉ có cái AC GC551 thôi. Mình sẽ chọn và dưới đây thì chúng ta sẽ thiết lập theo tùy ý của chúng ta. Mình sẽ ok. Đó là thiết bị của chúng ta đã lên hình rồi và bây giờ chúng ta chỉ còn việc là cài khóa stream để livestream lên các nền tảng mà chúng ta cần. Sau đây mình sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ demo thử một đoạn vừa chơi game vừa stream trên hình để các bạn có thể xem thử và đánh giá. Sau đây mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nếu thấy video hữu ích hãy like và subscribe cho kênh channel của GSub nhé. Xin thân ái và chào các bạn.